Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Lợi và hại cho Việt Nam khi ông Trump trở lại chính trực Ngày 11 tháng 11, BBC tiếng Việt bình luận Trump tái xuất các công ty rút khỏi Trung Quốc lợi và hại cho Việt Nam BBC dẫn lời các nhà phát triển công nghiệp trong khu vực nói với một hãng tin quốc tế rằng sự dịch chuyển nhà máy từ Trung Quốc sang các quốc gia Đông Nam Á đã xảy ra trước khi cuộc bầu cử có kết quả. Các nước Đông Nam Á như Việt Nam, Thái Lan hay Malaysia sẽ hưởng lợi lớn từ sự dịch chuyển nhà máy này, đặc biệt trong các ngành ô tô, điện tử. BBC nhận xét, đây được xem là dấu hiệu cho thấy ông Trump, người sẽ nhậm chức vào tháng 1 năm 2025, có thể tác động lớn đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Và đây là hình bài bình luận trên BBC. BBC dẫn lời ông Charibon, CEO của WSA, một trong những nhà phát triển khu công nghiệp lớn nhất Thái Lan, nói với hãng tin quốc tế rằng đã có một đợt dịch chuyển giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2021 tới Đông Nam Á, nhưng lần này sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn. BBC dẫn lời ông Vicom, người sáng lập và là chủ tịch tập đoàn bất động sản Amada cho biết, trong số 90 nhà máy đã mở cửa trong năm 2024 tại các khu công nghiệp do Amada điều hành, khoảng 2 phần 3 là các công ty chuyển cơ sở sản xuất ra khỏi Trung Quốc. Ông cho rằng Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ gián đoàn mạnh vào Trung Quốc. BBC dẫn phát ngôn của Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Pichai nói với báo giới rằng chúng tôi muốn có nhiều khoản đầu tư từ Trung Quốc để có hàng bán cho Mỹ. Cả Mỹ và Trung Quốc đều yêu mến chúng tôi nên chúng tôi không cần phải chọn phe. Bên cạnh đó, BBC dẫn lời ông Sotian Lai, Chủ tịch Liên đoàn các nhà sản xuất Malaysia, nói với một hãng tin quốc tế rằng sự thay đổi này có thể mang đến cho Malaysia những cơ hội mới để nắm thị phần lớn hơn trong xuất khẩu sang Mỹ cũng như các thị trường quan trọng khác. BBC đánh giá sự dịch chuyển này vừa đem đến cơ hội nhưng cũng mang tới rủi ro cho Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Và đây là hình Donald Trump, người có thể gây ra những xáo trộn lớn trên thế giới. BBC dẫn nhận định của nhà phân tích Robert Law thuộc Đại học Melbourne ở Úc cho rằng Ông Trump đã tuyên bố áp mức thuế 60% đối với hàng hóa từ Trung Quốc và 20% đối với các nơi khác. Sự di dời nhà máy từ Trung Quốc sang Việt Nam vốn đã xảy ra trước đó có thể được đẩy mạnh hơn nữa. Tuy nhiên, không thể nói trước chắc chắn điều gì bởi sự khó lường của ông Trump. Có thể ông ấy sẽ tìm cách đạt được thỏa thuận với Trung Quốc. Ông ấy cũng có thể nhắm đến Việt Nam và Mexico nếu nghĩ rằng các nước này đang được sử dụng như bên thứ ba để các công ty Trung Quốc lách thuế. BBC cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2024, Trung Quốc là nước dẫn đầu về số dự án FDI đầu tư vào Việt Nam và đứng thứ hai về vốn đầu tư với hơn 3,2 tỷ đô la. Trong khi Việt Nam ghi nhận xuất khẩu sang Mỹ tăng cao trong những năm trở lại đây. Trong 10 tháng đầu năm nay, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và Việt Nam là nhà xuất khẩu lớn thứ tư tới Mỹ, chỉ sau Trung Quốc, EU và Mexico. BBC dẫn nhận định của Tiến sĩ Benjamin Shack từ Mỹ cho rằng Hà Nội có thể muốn làm việc với chính quyền của đảng Dân Chủ Hòn vì trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, mối quan hệ song phương về mặt kinh tế đã xấu đi khi ông Trump cho rằng Việt Nam lạm dụng thương mại với Mỹ để trục lợi. Ông Robert Lloyd nhận xét Việt Nam đã hội nhập sâu rộng vào chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua mạng lưới rộng lớn các hiệp định thương mại và tự hào với tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ nhưng chi phí lao động cao hơn so với Ấn Độ cơ sở hạ tầng còn kém phát triển so với các nền kinh tế Asian tiên tiến như Malaysia và Thái Lan. Dù rằng chính phủ Việt Nam đang tập trung cải thiện, năng lực tiếng Anh cũng thấp hơn Ấn Độ, Malaysia hoặc Philippines, nhưng trí thông minh nhân tạo có thể giúp khắc phục thách thức này trong những năm tới. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Lợi và hại cho Việt Nam khi ông Trump trở lại chính trường. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đầy để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Những toan tính của Tô Lâm Ngày 10 tháng 11, AFA Tiếng Việt đăng bài bình luận của giáo sư Abuja, giáo sư tại Đại học Chiến tranh Quốc gia Hoa Kỳ và trợ giảng tại Đại học Trọt Thào bài viết với tựa đề Tô Lâm toàn tính giành trọn nhiệm kỳ trên đỉnh cao quyền lực. Tác giả cho rằng, đối với ông Tô Lâm, ghế chủ tịch nước chỉ là bước đệm, ưu tiên hàng đầu của ông, nằm ở việc được bầu ở Đại học 14 vào tháng 1 năm 2026. Vì vậy, việc từ bỏ chức chủ tịch nước là một bước đi hợp lý. Dù có là tổng bí thư, nhưng Tô Lâm vẫn cần sự ủng hộ của Ban chấp hành Trung ương và ông cũng phải đối đầu với những trung tâm quyền lực khác. Theo tác giả, ông Tô Lâm đã tranh thủ để lấp đầy các chỗ trống trong bộ chính trị, trong đó có Bộ trưởng Công an Lương Tâm Quang. Và đây là hình bài trên AFA. Ông đang chuẩn bị cân nhắc thêm hai người nữa vào bộ chính trị là Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị và Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Lưu Quang. Ông Nghị được cho là sẽ được thăng chức Phó Thủ tướng, còn ông Quang là ứng viên cho ghế Thủ tướng tại Đại hội 14. Tác giả đánh giá, việc bổ nhiệm hai ông Nghị và Quang rõ ràng có lợi về mặt chính trị cho Tô Lâm vì có thể làm yên lòng phe miền Nam. Ngoài ra, động thái này còn có lý do chính đáng về mặt kinh tế, bởi Bộ Chính trị hiện thời đang thiếu kinh nghiệm về lĩnh vực này. Ông Tô Lâm hiểu rõ tính chính danh của đảng cầm quyền, phụ thuộc vào sự hiệu quả trong điều hành đất nước. Tác giả cho biết, Tô Lâm còn đưa những người thân tính, đặc biệt là đồng hương hưng yên của ông, vào các vị trí trọng yếu trong đảng, như việc bổ nhiệm Thứ trưởng Công an Nguyễn Duy Ngọc làm chánh văn phòng Trung ương đảng. Đây là một vị trí hậu trường đầy quyền lực trong vấn đề nhân sự và nghị trình, do đó Tô Lâm có được tai mắt ở ngay tại trung tâm đầu não của Trung ương Đảng. Ông cũng có những động thái nhằm vô hiệu hóa sự chống đối qua việc đưa thiếu tướng Công an Vũ Hồng Văn sang làm phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương. Người đứng đầu ủy ban này là Trần Cẩm Tú và cũng là người duy nhất trong bộ chính trị có khả năng tạo ra rắc rối cho ông Tô Lâm. Tác giả bình luận như một lời nhắc nhở rằng Tô Lâm vẫn chưa nắm toàn bộ quyền lực khi Bộ Chính trị đã bầu Trần Cẩm Tú làm thường trực ban bí thư. Thay vì Nguyễn Duy Ngọc, ứng viên mà ông Tô Lâm ủng hộ. Và đây là hình tổng bí thư Tô Lâm. Tác giả nhận định, trong khi ở các quốc gia Đông Nam Á khác, quân đội có xu hướng chi phối chính trị, thì ở Việt Nam, quyền lực nằm ở bộ máy cảnh sát do nỗi lo cách mạng mạo. Nhiều người kỳ vọng quân đội đóng vai trò là cơ chế kiểm soát đối với Bộ Công an. Đó cũng là lý do việc ông Lương Cường được bầu giữ chức Chủ tịch nước vào ngày 21 tháng 10 được coi là rất quan trọng. Vẫn theo tác giả, ông Tô Lâm đang cố gắng xây dựng quan hệ với bên quân đội và cố gắng tạo dấu ấn về mặt nhân sự trong quân đội qua việc đưa ông Trịnh Văn Quyết, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị vào ban bí thư. Ba sĩ quan cao cấp khác của quân đội quê Hưng Yên cũng được thẳng chức, gồm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh quân khu 1, Giáp Trung Quốc. Tác giả bình luận, Việc đưa người của Tô Lâm vào các vị trí lãnh đạo trong quân đội là rất quan trọng, bởi vì quân đội là khối lớn nhất trong Trung ương Đảng, chiếm từ 11% đến 13% tổng số ủy viên. Tô Lâm hiểu rằng, việc đưa đồng minh vào các vị trí chủ chốt sẽ khiến bản thân bất khả chiến bại. Thông qua Lương Tâm Quang, ông Tô Lâm có thể tiếp tục điều tra các đối thủ, còn các đồng minh khác thì phụ trách lựa chọn nhân sự và soạn thảo các văn kiện quan trọng của Đảng. Tác giả tổng kết bằng cách nhường chức chủ tịch nước, đặc biệt là cho một người bên quân đội, Tô Lâm đã vô hiệu hóa một số chỉ trích nhằm vào mình, nhưng đồng thời không khiến quyền lực bị giảm sút. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Những toan tính của Tô Lâm. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới